Xin kính chào quý khách hàng và quý nhà đầu tư. Hiện tại thì Linh Đăng đang có mặt tại căn hộ thực tế của dự án The Grand Manhattan được mở cửa đón khách kể từ ngày 30 tháng 10 vừa qua. Ngay bây giờ đây xin mời quý vị hãy cùng với Linh Đăng chúng ta trải nghiệm không gian sống tại đây nhé. Ngay từ những bước chân đầu tiên thì Linh Đăng đã cảm thấy vô cùng ấn tượng với không gian sống thoáng đãng, rất là sang trọng, tinh tế và thanh lịch tại đây. Từ màu sắc chủ đạo đến nội thất đều rất hài hòa và thống nhất theo phong cách hiện đại. Với tông màu chủ đạo, không gian sinh hoạt chung là màu trắng, kem và xám, vốn được xem là một bảng màu nhẹ nhàng, duy mỹ, đồng thời được làm nổi bật với những điểm nhấn màu vàng hồng rose gold quý phái. Điều đặc biệt nhất tại The Grand Manhattan chính là các căn hộ đều có loggia ban công, kiến tạo không gian mở với bên ngoài, mang đến nguồn sinh khí tự nhiên cho gia chủ. Lấy cảm hứng từ phong cách sống của người dân Manhattan, New York, sự sang trọng và hiện đại bậc nhất, thiết kế nội thất của căn hộ thực tế được chăm chút với các chi tiết tinh tế, bo viền vàng đồng, thủy tinh pha lê của những bộ đèn trùm, đá hoa cương màu grey hay sofa nhung lịch lãm phối với viền đồng cùng tông màu trầm, tạo nên không gian sống sang trọng và vô cùng ấm cúng. Không gian phòng bếp và không gian phòng ăn là trái tim của mỗi ngôi nhà. Tại đây thì không gian bếp mở được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, giúp cho gia chủ có thêm những khúc biến tấu rất là thú vị và mang đến cảm giác phóng khoáng mỗi khi vào bếp. Việc bếp núc từ đó cũng không còn nhàm chán nữa, mà trong một tầm view đẹp như thế này, nấu nướng sẽ trở thành một môn nghệ thuật và người đầu bếp sẽ là một nghệ sĩ. Còn đây là không gian của phòng ăn được kết nối trực tiếp với loggia, tạo nên một cái khoảng không gian rất là ấm cúng, bình yên cho tất cả các thành viên trong gia đình để có thể khi mà quay trở về nhà, quay quần bên nhau, cảm nhận được tình yêu của gia đình. Không gian phòng ngủ master là sự pha trộn thiết kế giữa phong cách hiện đại lẫn nét cổ điển, thanh lịch và tinh tế từ những vật dụng cao cấp nhất trên thế giới. Thiết kế có những khoảng mở tinh tế, thiết kế thông thoáng với cửa sổ kính rộng, vừa tăng đối lưu không khí, vừa điều hướng ánh sáng, thổi bừng sinh khí căn phòng một cách lạ kỳ. Vẫn trung thành với phong cách đương đại, tông màu chủ đạo của phòng ngủ vẫn là màu kem, tạo nên sự dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng. Loggia phòng ngủ có diện tích chỉ nhỏ hơn một chút so với loggia phòng khách, mang đến một không gian để chúng ta có thể ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của Sài Gòn, đặc biệt khi về đêm, ngay từ phòng ngủ, tạo nên nguồn năng lượng tự nhiên mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy để bắt đầu ngày mới. Còn đây là không gian chức năng mà đa số các gia chủ sẽ tận dụng để bố trí tủ quần áo, được thiết kế thông minh, tinh tế và sang trọng. Còn đây là phòng tắm master có bồn tắm và phòng tắm đứng, và hầu hết là các thiết bị trong phòng tắm master đều nằm trong tiêu chuẩn bàn da. Vâng ạ, như quý vị có thể thấy thì không gian phòng ngủ thứ hai có những cái vật dụng đầy tính mỹ thuật, thiết kế thông minh và tận dụng tối đa không gian của phòng, giúp lấy được nắng, sáng và gió tự nhiên, làm cho căn phòng lúc nào cũng thoáng mát hết, nhưng mà vẫn đảm bảo được tính riêng tư và sự thoải mái cho gia chủ. Linh Đăng vừa chia sẻ đôi chút những cảm nhận của mình về không gian nội thất bên trong của căn hộ thực tế tại The Grand Manhattan. Đây quả thật là một không gian sống rất là tuyệt vời dành cho những ai đang mong muốn tìm kiếm một ngôi nhà lý tưởng. Chính vì vậy, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến để cảm nhận và tận hưởng không gian sống đẳng cấp ngay tại trung tâm quận nhất quý vị nhé.